Ở tập trước, tôi đã đi vào ngôi nhà này để cứu người vợ này của tôi. Nhưng người vợ này của tôi bỗng nhiên hóa thú và tấn công tôi một cách điên cuồng. Ngôi nhà này cũng toàn những con người kỳ lạ ăn thịt sống và tấn công người khác. Và đỉnh điểm là tôi đã chứng kiến họ giết một anh cảnh sát. Càng khám phá ngôi nhà thì tôi càng tìm ra những điều kỳ lạ, như thứ chất màu đen này tạo ra những con quái vật và gây đột biến cho loài ong. Hành trình tiếp theo như thế nào thì tôi và các bạn sẽ cùng khám phá trong ngày hôm nay. Thật ra là chỉ có mỗi tôi thôi chứ chả có các bạn nào đâu. Ngay khi gặp được vợ mình thì vợ tôi đã bị bắt đi bởi một thanh niên. Hắn ta nhẹ nhàng thắt lấy cổ vợ tôi. Thật ra là không nhẹ nhàng lắm, nhìn mặt kiểu này không nhẹ nhàng rồi. Sau đó thì hắn đóng sập cửa lại và rõ ràng là vợ tôi đang gặp nguy hiểm. Tôi phải tìm một đường khác để có thể giải cứu vợ mình. Nó khá là ngoằn nghèo. Nó ở đây lại không phải là con đường mà là cái bọn dết này này. Và nếu tôi qua được con đường này mà không sao thì có lẽ là thần chết lại ngủ quên rồi các bạn ơi. Và đúng là thần chết thì ngủ suốt ngày. Tôi đã qua được con đường đó bình yên vô sự. Phía trước mặt là một cánh cửa treo một con quạ. Tôi định mở cánh cửa đó thì bất ngờ một bà già lao tới. Chính là người phụ nữ tôi đã gặp ở trên bàn ăn hôm nọ. Mụ ta đẩy tôi một lực mạnh, sàn nhà bất ngờ sập và tôi ngã xuống dưới. Sau đó mụ ta nói nói nhiều. Đã bảo người ta có súng rồi mà. Giờ thì tôi nhận ra lũ ong đột biến trong ngôi nhà này chính là do người đàn bà này nuôi. Ăn vài viên đạn của tôi thì bà ta ngã xuống dưới. Tranh thủ lúc cơ hội này tôi leo lên trên. Nhưng bởi cảm thấy chưa yên tâm nên tôi quay lại kiểm tra. Phát hiện cánh tay của mụ ta đã dài ra một cách bất thường. Túm lấy chiếc đèn, tôi đi xuống xem xét tình hình. Phải nói là tôi khá ngu các bạn ơi. Bây giờ thì rõ ràng cơ thể của mụ ta không còn là người nữa. Cảm nhận được tiếng động lạ phát ra từ bên phải, tôi tự tin tiến lên. Mụ ta lao tới từ phía bên ngoài, phá vỡ cửa sổ. Và bây giờ thì tôi nghĩ là tôi hết tự tin rồi anh em ơi. Trông kinh vãi cứt, tôi bắn một viên đạn vào bà ta. Bà ta khua khoáng loạn xạ rồi lùi lại. Hóa ra bà ta là một con quái vật nửa người nửa thú. Và cụ thể hơn đó là loài nhện. Điều này thực sự khiến tôi rất sốc, bởi yêu tinh nhện trong Ngộ Không sinh bao nhiêu thì yêu tinh nhện này. Nhưng bởi tôi có khẩu súng lửa tự chế trong tay, mà côn trùng thì rất sợ lửa, nên tôi tự tin đuổi theo bà ta. Đây mới là đỉnh cao của kinh dị. Bà ta mang một cái kén ở trên bụng và có thể đẻ ra những con nhện con tấn công tôi. Thấy bà ta bị mắc kẹt vào cửa sổ, tôi nhân cơ hội này bắn cho bà ta một viên shotgun và cười hả hê với hành động của mình. Sau đó thì một con muỗi đột biến lao đến đốt vào mắt tôi mù luôn. Mẹ, nhận quả báo sớm thật. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến. Tôi sử dụng ngọn lửa để thiêu đốt hoàn toàn bà ta và biến bà ta thành đá, vỡ từng mảnh vụn ngay trước mắt. Giờ sau khi đã hạ gục bà quái vật nhện, tôi tiếp tục con đường đi tìm vợ mình. Đi sâu vào những hang hốc của ngôi nhà, tôi lại một lần nữa thấy bà già ngồi trên xe lăn đã từng thấy ở tập 1. Và lại tự đặt câu hỏi rằng không biết bằng cách nào bà ấy tới được đây. Tôi đi tới một căn phòng có hệ thống đèn như quán bar. Leo lên trên những bậc cầu thang thì tôi cảm giác đây là một cái vũ trường. Và mất không quá nhiều thời gian để tôi tìm ra được căn phòng mà hắn đang trốn. Chính là tên thanh niên đã bắt vợ tôi. Nhưng cánh cửa này có một hệ thống bảo mật bằng mật khẩu khá tinh vi. Và hắn ta còn đứng sau cánh cửa đó khiêu khích tôi vì nghĩ rằng tôi không thể tìm được mật khẩu. Nhưng hắn ta đâu biết rằng tôi lên YouTube tôi xem luôn. Biết ngay mật khẩu. Mày khiêu khích người biết công nghệ hả con? Nhưng căn phòng tiếp theo tôi cần phải kích hoạt hệ thống điện mới có thể đi tiếp. Và các bạn hãy nhìn cái bảng kích hoạt hệ thống điện này. Ủa ôi, xin lỗi cô giáo dạy vật lý. Cái này là cái gì đây? Và đương nhiên tôi nối một lúc thì nó nổ luôn. Nhưng rõ ràng đây là một cái bẫy của hắn ta. Hắn ta đóng sập cửa lại và tôi cảm nhận được nguy hiểm đang ập đến mình. Bên trong nhà là một chiếc bánh gato và hắn trao cho tôi một cây nến. Tiếng của hắn nói vọng qua radio nói rằng nếu muốn thoát ra khỏi căn phòng này, tôi cần phải thắp nến và châm lên cái bánh. Tôi làm đúng theo lời hắn và bên trong cái bánh là một quả bom, nó bất ngờ phát nổ. Thật ra là không bất ngờ lắm, tôi vừa tin theo lời một con quỷ, what the fuck. Nhưng cú nổ đó đã vô tình phá hủy cả cánh cửa giúp tôi có lối thoát. Nhưng đây chính là lúc khó xử. Tôi đã tìm ra được căn phòng giam giữ vợ mình. Cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy. Nhưng căn phòng đó lại có thêm một cô gái nữa và cũng xinh đẹp như vậy. Và để cùng một lúc cứu hai cô gái ra khỏi đây thì thực sự rất là khó. Nhưng tôi đã trấn an cô gái và nói rằng tôi sẽ đem họ ra khỏi đây, cho dù đối thủ có là thế nào đi chăng nữa. À, trừ đối thủ thế này. Một con quái vật khổng lồ màu đen túm lấy tôi. Mắt mũi thì đảo lộn lung tung. Và kỳ lạ là quái vật nói tiếng Anh. Tôi nhanh trí sử dụng một cây súng phóng lựu, nhắm thẳng vào con mắt trên người của nó và bắn. Bạn không nên cảm thấy kỳ lạ với con quái vật này từ đâu ra.
Bạn nên cảm thấy kỳ lạ vì tôi lấy cái khẩu súng phóng lựu này từ đâu ra này. Tôi trèo lên trên, con quái vật lập tức đuổi theo chỉ để ăn thêm một viên đạn tương tự. Sau đó nó cua tay vụt một phát vào lườn tôi, gãy luôn hai cái xương sườn. Có vẻ như ngôi nhà này đang bốc cháy và không gian di chuyển của tôi ngày càng nhỏ hẹp lại. Tôi cần phải xử lý con quái vật này càng nhanh càng tốt. Bài học rút ra là lúc đánh nhau thì đừng có đưa đầu ra trước. Nhìn, nhìn. Con quái vật đổ gục xuống vào đây có lẽ chính là con chùm thứ ba mà tôi hạ gục kể từ khi đến ngôi nhà này. Đang định cùng em gái người lạ cao chạy xa bay thì con quái vật bất ngờ tỉnh lại, nhanh và mạnh hơn. Giống kiểu quái vật trong Siêu Nhân Cuồng Phong ấy, cái chết là tỉnh lại. Trong lúc cuống quýt, tôi lấy chiếc kim tiêm ở trên tay đâm mạnh vào con quái vật và lập tức nó hóa thành đá. Và bây giờ bạn lại đặt câu hỏi cho tôi là tôi lấy cái kim tiêm ở đâu? Hào Quang nhân vật chính mà, thông cảm đi. Chạy ra phía bên ngoài, vợ tôi và cô gái kỳ lạ đã chờ sẵn cùng một chiếc xuồng. Và lúc này tôi chỉ có thể chọn một người để cùng đi. Một bên là vợ mình và một bên là cô gái kỳ lạ. Nói chung là xin lỗi chị gái nhá, em vẫn là trung thủy lắm. Vợ em à, thông cảm em với nhá. Và đến cái đoạn này là các bạn nữ lại phải bấm nút đăng ký kênh cho tôi này, và bấm ngay cái like video này này, vì tôi quá là tuyệt vời. Vậy là tôi đã cùng vợ mình trên chiếc xuồng rời khỏi đó. Vợ tôi nói với tôi rằng hơi sợ bởi cả một cái đầm lầy mà chỉ một mình chiếc xuồng của bọn tôi di chuyển ở đây. Vừa nói xong thì gặp ngay cái tàu Titanic to như cái bìu. Nhưng đó không phải là vấn đề, mà vấn đề là mọi chuyện chưa kết thúc. Từ dưới nước ngoi lên những cánh tay màu đen kéo chiếc xuồng của bọn tôi xuống. Và rõ ràng là những thế lực quỷ ám vẫn chưa cho bọn tôi ra khỏi đây. Bây giờ khi tôi tỉnh dậy, tôi nhận ra tôi đã trong vai là người vợ của mình. Và ngay sau khi tìm thấy chồng mình, tức là tôi trước đây, thì những cánh tay quỷ lại xuất hiện và cuốn lấy chồng tôi đi. Và giờ đây, thay vì việc đi tìm vợ thì bây giờ tôi đi tìm chồng. Khổ thế chứ đấy. Lúc này thì tôi bất ngờ gặp một đứa bé. Ban đầu không biết nó là người hay quỷ, nhưng sau khi nó làm pha này, ủa ôi, mày vừa dịch chuyển à con? Ui thế thì người cái quái gì nữa anh em ơi. Đứa bé cố để dụ dỗ tôi đi theo, và tôi đi theo thật. Có vẻ như nơi này đã sắp sụp đổ xuống đến nơi rồi. Thứ chất nhầy màu đen bao phủ càng lúc càng dày đặc, và có lẽ mọi nguyên nhân đều đến từ đứa bé đó. Những con quái vật màu đen xuất hiện càng ngày càng dày đặc, và có những con xuất hiện còn khá đau. Ủa ôi, cứ xuất hiện cái kiểu đấy rồi mà viêm vai gáy nhá. Ôi, xong nó còn dẫm luôn vào quả mìn tôi để nữa. Con quái vật nó đen thật. Cuối cùng thì vợ tôi cũng đã tìm được ra tôi, giải cứu tôi khỏi cái lớp kén màu đen. Nhưng thay vì cùng nhau cao chạy xa bay, cô ấy lại ôm tôi một cái, rồi nói rằng không còn nhiều thời gian nữa, tôi phải ra khỏi đây và tìm cô gái đó. Sau đó vợ tôi đẩy tôi ra bên ngoài và đóng cửa lại. Có lẽ trong giờ phút này, cô ấy đã biến đổi giống như ở tập 1 một lần nữa. Và tôi sẽ mất vợ tôi mãi mãi. Không sao, tôi vẫn còn một lựa chọn nữa ngay bên phải đây. Tôi đi ra bên ngoài. Giờ đây không gian xung quanh đã khác hẳn như lúc tôi đến. Mọi thứ đều đen nghịt, bầu trời thì u ám, và những cái cây xung quanh thì đã chết khô hết. Đó chính là ảnh hưởng từ sức mạnh kinh khủng của con quỷ đó. Nhưng có lẽ rằng tôi đã thoát được khỏi con quỷ này rồi. Bởi vì... chưa các bạn ơi, nó lại đứng trước mặt tôi rồi. Nhanh thật. Nó chính là một con quỷ bên trong hình hài một đứa bé. Cực kỳ quyền năng, cực kỳ sức mạnh. Nhưng các bạn biết bọn quỷ sợ gì không? Đó là sợ sida các bạn ơi. Ngay lập tức tôi sử dụng một ống kim tiêm, tiêm cho con quỷ một phát, ết luôn. Và con quỷ trở về với đúng hình dạng thật của nó, chính là bà già đi xe lăn, người mà tôi nghĩ rằng vô dụng ở trong cái bàn ăn hôm đấy. Bị kim tiêm đâm vào, con quỷ tan ra như cái thứ chất nhầy màu đen nó đã tạo ra từ trước đến nay. Và bây giờ các bạn vẫn tự hỏi tôi lấy cái kim tiêm ấy ở đâu. Nhưng mọi thứ chưa hề kết thúc, bây giờ cuộc chơi mới bắt đầu. Con quỷ chui ra từ bức tường với một bộ mặt gớm ghiếc, và đây cũng chính là mặt của nó khi nhận ra đối thủ có khẩu súng tiểu liên. Rồi nè, bỏ khẩu súng đi. Bỏ khẩu súng đi bạn ơi. Bỏ đi bạn ơi, bực quá bạn ơi. Con quái vật điên tiết lên và sử dụng sức mạnh tối thượng nhất của nó. Giờ đây kích thước của nó đã trở nên khổng lồ. Tôi đã bảo là đúng như quái vật ở trong Siêu Nhân Cuồng Phong rồi mà. Cứ thua phát xong sống lại trở nên khổng lồ. Đây chính là con chùm cuối cùng. Nó xiên phát tôi mất luôn cái chân trái. Sau đó nó nâng tôi lên không trung, nhưng bằng tất cả những động lực mà tôi còn sót lại, tôi giơ khẩu súng của tôi lên, bắn từng viên vào con quái vật. Và tôi phải công nhận rằng khẩu súng là một trong những phát minh vĩ đại. Quỷ gì cũng sợ. Sau đó thì quân đội đã đến và giải cứu tôi. Và chúng ta luôn thắc mắc rằng trong phim tại sao quân đội luôn đến muộn. Điều kỳ diệu là vợ tôi cũng chưa chết và cũng đã được giải cứu thành công. Tôi thực sự đã cứu được vợ mình sau 3 năm thất lạc. Và sau 3 năm làm YouTube thì tôi cũng đã nhận được rất nhiều những sự yêu quý của các bạn, bằng việc là các bạn vẽ cho tôi những cái bức vẽ nhân vật của tôi nó như thế này.
Cảm ơn các bạn rất nhiều và tôi sẽ hóng các bức vẽ của các bạn ở trên Facebook để tôi đưa lên video như thế này. Còn bây giờ thì câu chuyện về Resident Evil đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye anh em.